bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Em nghĩ là chắc mua sữa, một hai trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mua nguyên một nải chuối xanh. Trời ơi. Không để lên giường bệnh của em, tưởng trong chuồng em chết vậy. Trời ơi. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày, chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chiếc tờ bự chà bá ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó cũng bị gì á, thằng này tâm thần á, tao xong mới nói chuyện có 4 ngày thì xong tên cũng bị gì vậy. Xong rồi nữa chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm cái nữa, xong ở tay thêm cái nữa, phía sau thêm cái nữa. À, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Đây là sao? Không biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm. Chào em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ hôm nay em 21 tuổi. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? À, dạ em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi, sao mà lấy sớm thế hả giời? Giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ, à, dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. À, dạ, dạ chị Hồng Vân. Dạ, chào. Ồ, trên đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Đúng rồi. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. À, em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Vân, chú Phú Thuận, khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi, em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nằm cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Đó, nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỷ mày lên rồi thân tao. Tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, em nghĩ là chắc mua một hai trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mua nguyên một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng trong chuồng em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ, vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chiếc tờ bự chà bá ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó cũng bị gì vậy, thằng này tâm thần á, tao xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên cũng bị gì vậy. Xong rồi nữa chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm cái nữa, xong ở tay thêm cái nữa, phía sau thêm cái nữa. À, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Đó, nó, đây là sao? Không biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm. Không, anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô thanh trần này, mỗi lần như vậy thì là dạch ra cho coi sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào. Dạ, đó đúng. Dạ. Không rồi xong rồi tới ngày quen là xăm ngày quen nhau rồi cung của hai đứa là gì xăm lên đó, xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em ấy khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ vậy đó hả, dễ thương quá. Dạ. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai sai hả? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? À, dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em dễ sai, dễ biểu quá hả? Quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời.
Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Rồi sau đó là mới đề nghị thôi, mày để tao nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn mà em đâu sao đâu, sao không, cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng là mẹ chưa. Hồ, mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí vậy đó, có khi nào bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy, tự nhiên đòi pha nhau xong rồi hả, quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á. Xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối luôn. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôn mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là hả, ghê quá. Cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau. Ê, sợ ma quá, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời đất ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm. Đây hồi dạch mặt nhiều, ới là nhiều, không hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây, giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó, xong rồi cái em mới kêu hôm nay khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài, tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào không có chuyện nó đánh hết trơn, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mày dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Trời, tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ, ở quá trời dơ. Sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, phải là phải quên. Thời gian mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả, lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi, đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong ba dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả, em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi là không ai biết. Hỏi tên tất cả chém đi, ai cũng biết anh, hỏi là không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao chạy dí theo, mày muốn sao dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mày phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường thí dụ như là người ta nói tới ảnh im,
anh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng là mệt đó, đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng là nó mệt với anh là sao, tức nó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hỏi chồng em, chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là ờ giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước, thường là anh bấm điện thoại anh chưa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước, lén xuống nhà hút thuốc, xong rồi đi lên trên phòng, xui quá lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn nghe cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng em hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tải một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ bỏ không. Ủa em nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết tâm tính gì không? Dạ vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ nhỏ thôi là nghe chửi nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng quay bay lại ôm hôn đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà. Mày xin lỗi mày biến ở đâu? Trời đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm rồi đập. Cái lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó. Thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ, chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao? Không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con. Xong hết. Không nói gì nữa, đó cũng không sờ bụng, không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. Xong rồi cái hả em kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Dạ, nhưng mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn kiểu đói nhịn khát không? Dạ có chứ. Vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khát luôn hả? Dạ, nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó. Em trời em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Thấy thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi, đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ một tháng. Một mới tháng. Có một tháng thôi. Chà, thế là vẫn còn bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn đó. Vẫn. Tới giờ phút này luôn tại đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á. Dạ. Là bình thường. Ồ. Bình thường mà. Còn một tháng như là cho hai tháng. Tháng thứ bảy, tháng thứ còn tám. Còn 2 tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ không, em sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Nhưng mà trong thời gian mà em ăn bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Cosplay này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là
tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ, em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. À, thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa đúng tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó có cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo dùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn. Rồi là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc, mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn. Em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả xem truyền hình. Rồi, em giới thiệu với em đi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nguyễn Quốc Thanh, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm kỹ sư thiết kế chip điện tử, đang làm việc, sống và làm việc ở Singapore. Có nghĩa là em ở bên đó em làm việc rồi lâu lâu mới về. Vì rất là thích chương trình này nên là có hôm qua chồng em mới bay về đây. Em có đi qua bên đó ở theo chồng không? Dạ không, em ở đây ạ. Ở đây Em tên là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, em là giáo viên mầm non và năm nay em 27 tuổi. Thì trước tiên trò chuyện các bạn thì xin đại diện chương trình trước tiên là cảm ơn vì sự xuất hiện của hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Vậy là cái chương trình là do em đăng ký phải không? Dạ, em thích chương trình này rất là lâu lâu rồi mà em tìm cách đăng ký mà không biết làm sao hết. Cái em lên em tìm fanpage. Vậy á. Rồi lúc mà em đề nghị với chồng em tham gia chương trình thì chồng em có đồng ý liền không? Cái công việc bên chồng em rất là bận rộn, rất là khó để xin về, nhưng mà em thích quá. Thế là chồng em phải chịu em. Dạ. Vậy đó hả? Tại vì chồng em không có được nghỉ thứ hai, thứ ba, thứ tư nên là đi về để qua chương trình rồi qua lại. Đi qua lại. Thế mà cơ duyên nào tụi em gặp nhau vậy? Tụi em được làm mai, cô hiệu trưởng là bạn thân của cô ruột của chồng em á. Thấy em cứ đi đi về về mình á, lúc đó em mới chia tay, mà bạn chồng em chia tay lâu rồi mà không chịu quen ai hết á. Cái cạo trong bóp đầu. Trời ơi. Biết sao tại không? Sao tôi té là mày gì? Cái cạo đầu rồi tôi thấy là không ổn rồi đó. Cái chiêu này hơi bị độc á. Độc nghe. Sao vậy em? Xem không chịu quen ai mà em phải dùng cái chiêu đó để mà né quen. Trời, tại vì á, lúc đầu á, nhà em thấy em chia tay thành ra buồn. Thành ra muốn giới thiệu nhiều bạn gái cho em. Thích mà giới thiệu em ghét hơn. Vậy đó, vậy tại sao lúc mà giới thiệu cô này thì em lại chịu? Dạ tại vì á, là giờ em chưa chịu. Đầu tiên là quen nhau, gặp nhau á, là giới thiệu trên Facebook. Đăng ký trên Facebook á, tuổi á là 26. Nhưng mà lúc mà gặp mà nói chuyện điện thoại á, y như là 14 tuổi vậy. Làm cho em có sự tò mò, em muốn gặp liền. Nó kỳ ấy. Cái giọng 14 tuổi là nó khác với giọng 26 đó nha. Dạ, giờ em biểu diễn nha. Cái giọng sao? Nói thử coi. Dạ, tại vì là em dạy mầm non. Dạ, nên là mỗi lần mà em nói chuyện là cứ... Dạ, em nghe nè anh. Anh nói, ủa em. Em nói thiệt là em bao nhiêu tuổi vậy? Em nói, dạ em 26. Em đừng có giỡn anh nha. Xong rồi giọng em như đứa con nít vậy. Thôi mà em 26 tuổi. Dạ. Nghe điện thoại xong thấy, chà, gặp cái bộ. Được rồi nha. Dạ. Ừ. Tính là thích tò mò. Đúng rồi. Hẹn một cái đi cà phê. Rồi xong cái hôm mà gặp nhau ở cà phê là em có bị sốc không? Dạ em sốc chồng em toàn tập. Ủa? Dạ tại vì là em nhìn hình trên Facebook rất là đẹp trai. Rồi cái tính em cũng thích trai đẹp chút chút. Cho nên là khi mà hẹn cà phê thì ảnh đến nhà em, ảnh đón em. Xong nhìn cách trời tá quả luôn. Mặc một cái quần tà lỏ, đi đôi dép là đẹp đẹp vậy mà cao thùng. Đúng rồi, tóc mập chưa? Đúng rồi, mập tóc rồi. Còn nhưng cái cảm xúc của em với vợ sao? Cảm xúc đầu tiên của em là vợ em chơi chiêu với em. Hai mươi mấy tuổi mà nói chuyện nhân nít. Cái em mới chơi chiêu lại. Tại nhà ông nội em có chiếc mobilet đó. Đó, em đi lên mobilet. Mặc xà lỏng. Dạ. Như là lái xe ôm vậy đó. Em tới gặp vợ em. Nhưng mà em gặp vợ em ngoài đời là em có sốc không? Tại vợ em quá đẹp. Dạ sốc. Gặp sốc liền. Trời, sao ăn mặc như đám cưới vậy? Ủa vậy đó hả? Dạ tại vì là em hơi điệu một xíu thôi. Cho nên là khi mà lần đầu tiên em đi gặp nên là em muốn tạo ấn tượng. Mà hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau vậy đó. Dạ. Cho nên là khi mà đi uống cà phê ai cũng nhìn hai đứa hết. Mà lúc đó anh hỏi thiệt nghe tâm lý của em, lúc đó là em muốn chạy ngay về nhà để mà em thay cái simi không? Dạ không. Không. Dạ em lỡ đi vậy là em đi luôn rồi. Rồi vô trong cà phê rồi như nào? Em nghĩ là chắc là đường tôi đi được đâu anh đi rồi. Đúng rồi. Xạo quá đúng không? Sao nghe em nói em thấy chạy
các bạn được có thể tiến tới, các em bắt đầu thay đồ bánh lên liền, thay đổi lại đúng như là con người của em. Coi như đồ bánh là đồ bánh. Lần thứ nhì gặp lần là mặc gì? Đồ bánh. Mặc đồ bánh. Cảm xúc là... sao? Thích liền. Thích liền. Đó. Dễ thương quá vậy. Ờ thích liền như vậy thì à, cái cuộc mà theo đuổi của hai bạn diễn ra trong bao lâu thì hai bạn mới đi đến đám cưới? 3 tháng. Trời. 3 tháng là đám nói. À. Dạ. Xí, tức là lúc đó là em đã làm việc ở Singapore chưa? Dạ chưa. À chưa phải không? Dạ. Chứ không là 3 tháng mà đi về sạc nghiệp luôn á. À. Đúng không? Dạ. Việt Nam. Ừ. Đúng chưa? Ủa như vậy hai bạn đã lấy nhau bao lâu? Hơn 14 tháng mấy ngày. À, vậy thì cái đám cưới của các em diễn ra có suôn sẻ không? Dạ, đám cưới của tụi em thì được gia đình bên vợ, gia đình bên nhà em giúp đỡ rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà do tụi em thích kinh doanh riêng. Ừ. À, kinh doanh riêng là sao? Là em có đầu tư một số tiền mua bất động sản. Và lúc đó là hai vợ chồng em phải chuẩn bị tiền để đám cưới cho nên phải... số tiền để mà mua đó là quá lớn nên là hai tụi em phải đi vay mượn ngân hàng mà giấu ở nhà chồng, cho nên là khi mà tổ chức đám cưới xong thì hai đứa em muốn méo mặt luôn. Đã mượn ngân hàng nhiều không? Dạ nhiều. Cũng nhiều. Nói đi, đừng giấu. À, 500 triệu. Để làm đám cưới hay là 500 triệu để làm để cái công việc cho em? Để mua đất. Bây giờ 500 triệu đó trả nợ hết chưa? Gần tại vì chồng em đi qua bên kia làm việc thì cũng trang trải được nhiều thứ. Tôi mong rằng là sau chương trình này thì hai vợ chồng bạn sẽ thăng tiến hơn nữa, công việc tốt hơn nữa để mà mau chóng trả hết nợ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ cưới về rồi 7 tháng sau chồng em thì qua bên kia làm việc. Dạ. Vậy thì vợ chồng của hai bạn cuộc sống như thế nào? Em khóc hoài tại em nhớ chồng á, nên là đêm nào em cũng khóc tới 2-3 giờ sáng mới đi ngủ mà em nói dối mà. Vậy nói dối chồng là không khóc á? Dạ. Chắc nói chuyện với nhau qua webcam rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em thấy vợ em khóc là em lo, em làm được. Giờ em hay nói dối, không sao đâu. Em là ở đây là dưới bên ba mẹ? Dạ em ở đây với ba mẹ chồng. Ở chung với ba mẹ dạ, chồng? Dạ em ở trong, chung với ba mẹ chồng. Ờ, rồi cái khó khăn của em á, có không khi mà ở chung với ba mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh? Chỉ có cái là tối về em ngủ một mình em ngủ không có được. Từ ngày chồng em đi em mất ngủ tới giờ này. Trời đất, mất ngủ mà còn đẹp dữ vậy đó hả? Dạ. Ôi ngủ đầy đủ chắc đẹp dữ nữa hả? Đấy là nhớ chồng, xa hơi chồng như thế nào. Không ngủ được. Dạ. Thì có ăn được không? À, không. Ba chồng em nói là ba gọi điện thoại và ba mét 48 kg, xong rồi về em kiểm tra lại còn có 43 kg. Trời ơi, xuống gì tới 5 kg dữ vậy, tội nghiệp quá à. Thì thực ra bây giờ cuộc sống của các bạn chắc các bạn cũng không có phát hiện gì mà nó dễ sợ sau cái hôn nhân đúng không? Thì có ở gần nhau đâu phát hiện? Có nhiều cái dễ sợ anh chị. À vậy hả? Dạ. Trời, hay vậy? Phát hiện là những tính xấu của nhau. Không, giờ bây giờ người nào xung phong kể trước. Em kể trước. Vợ em á có nhiều tính xấu lắm, nhưng mà em kể là 2-3 cái. Ừ. Nổi bật nhất, thứ nhất á là hay chụp hình tự sướng. Đi đám ma cũng chụp hình tự sướng. Trời ơi. Trời, người ta có chuyện buồn ngon ngồi chụp hình tự sướng mà cười. Dạ. Trời, nhất đi chưa? Giống anh Bin vậy. Dạ. Chưa hết. Đi xem kịch của chị hình Hồng Vân về. Chụp hình tự sướng bằng chân, về cũng bắt trước, kẹp cái điện thoại vô chân chụp hình. Cái thứ hai á, hay cười hô hố. Ồ, chết cha, sao em nói chị vậy? Tại nhà em á, ông bà nội cũng lớn rồi, ông bà nội là hơn 80 rồi. Ừ. Mỗi lần mà vợ em coi phim hài á, là cười hô hố lên. Chứ mà già cười hô hố thì bị tim chết á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, thứ ba là hay mổ đầu, tức là vợ em có cái răng khểnh như đây nè. Mà nó ngứa, nó biết ngứa sao á, gặp cái gì á, cũng mổ hết á. Trời ơi, mổ có khi sưng cục lên đầu em phải đi mổ. Mổ đầu em hả? Mổ đầu em nè. Nghĩa là ngứa nú răng khểnh là mổ vậy hả? Ồ. Trời ơi, cũng may không phải vợ tôi. Mổ chắc nghiêm chắc lủng hết luôn. Tại vì người ta có tóc, người ta còn có lông đền. Tôi mổ cái giống lủng hết luôn. Còn ổng thì sao? Chồng em á, đi nhà vệ sinh đó chị. Chồng em mỗi lần đi nhà vệ sinh là vô đó ngồi nửa tiếng. Hỏi anh chi vậy anh? Không, chứ làm gì vậy? Dạ, lấy điện thoại chơi game. Phải chơi hết màn rồi mới đi ra chứ chưa hết màn ngồi trong chơi hoài á. Dạ. Trời ơi, cảm giác nó thi vị lắm em. Thứ hai nữa, ăn cơm á chị, đàn ông gì đâu mà ăn cơm phải từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng cho lên nè. Có bữa chứ em đi làm về mệt rồi, hai vợ chồng cùng ăn cơm, em ăn xong em lên nhà em tắm rửa rồi em xuống em dọn dẹp sơ rồi nửa chén cơm chưa xong nữa, xong nó trời ơi chắc em phải đẻ con đấy, em đút hai tay hai cho con luôn đi cho rồi, mệt quá chịu không nổi. Dạ không, mà cái đó nghề của em mà. Dạ đúng rồi. Để còn gì nữa không? Hay tắm trắng. Có bắt em tắm theo không? Dạ bắt em tắm giùm. Tắm giùm hả? Dạ, nghĩa là mua dược liệu, mua dược liệu về sau về bắt em tắm đúng không? Dạ, phía sau lưng á tắm được á. Cái ê chồng ơi, chồng ra phụ vợ kỳ lưng chứ mà mỗi lần vô tắm á cái mùi á
nó khai là khai. Mà tắm trong phòng đúng không? Tắm phòng vệ sinh. Rồi còn gì nữa không? Dạ còn. Mỗi lần chồng em đi đường á, em rất là bực bội. Em thì là một đứa rất là nhanh, làm gì cũng muốn nhanh cho xong. Còn chồng em là cứ từ từ vậy. Ví dụ như là nhìn thấy chưa có tới đèn vàng, nó sắp xỉ đèn vàng thôi cũng khắn lại vậy nè. Các em nói chồng chồng em nói thôi không được đâu. Bởi vậy nên là mỗi lần leo lên xe là hai vợ chồng cãi nhau vì cái vụ mà đèn xanh đèn đỏ hoài. Thực ra bây giờ mặc dù đã có lễ cưới, đã có tất cả mọi thứ rồi, yeah, nhưng mà bởi vì cái địa lý xa nhau nhiều á, đâm ra nó vẫn giống như là hồi còn đáng yêu chị. Vẫn còn phải khát khao đợi chờ rồi thấp thỏm nhớ mong đó. Đúng rồi chị. Nên hiện giờ thời gian này nó vẫn còn đang rất là đẹp. Yeah. Như những cái mà các bạn kể xấu về nhau á là những cái nó cũng rất là dễ thương. Nhưng mà sau này em yên tâm đi, khi nào có con tự động mấy cái đó hết liền à. Không có thời gian để cho vợ em nhõng nhẽo kiểu đó đâu, là phải chăm con rồi. Yeah. Em yên tâm điều đó. Bây giờ nó lại là một cái thi vị, cái đáng yêu của vợ đúng không? Em có muốn vợ em thay đổi điều đó không? Không muốn vợ thay đổi. Thấy chưa? Rất là dễ thương. Còn em có muốn chồng em thay đổi cái gì không? Đi vệ sinh thì đi nhanh một chút xíu, hoặc là ăn cơm ăn nhanh một chút xíu. Tại lúc nào em cũng đợi chồng em muốn ngủ gục luôn à. Dạ. Sau này có con cái tự động phải làm điều đó hết à. Với cặp vợ chồng của các bạn á, thì không biết nói gì hơn là chỉ biết chúc các bạn là sớm đoàn viên với nhau, rồi sẽ có em bé để mà cô vợ sẽ bớt đi cái nhõng nhẽo một chút, anh chồng thì nhanh nhẹn lên một chút, sẽ có một gia đình thật là hạnh phúc. Cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận thì con tên là Phan Trấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh online bán đồ ở nhà, bán vàng hay là bán gì nè? Em đang định nói. Con bán gì? Dạ bán đồ ăn, bán con, đồ ăn vặt. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Con mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. Một chút mang lên luôn. Dạ, nghe. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng, ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Ở chị một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong ròng nữa chị một ha. Rồi giờ mà em. Con ăn nhiêu tuổi ta? Con dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Trấn Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Ừ. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho mức mua này hỏi cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nói là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? Dạ cái này là vợ chồng của tụi con là tự sống. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời nhưng ơi, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy. Dạ chứ. Có. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo? Hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú thợ chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó tròn xe. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thời ghét quá. Dạ. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tui dê hả? Dạ em tui dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn trình dòng son à. Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh đúng không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau, chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng dễ xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói rồi, đó khổ làm sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học
trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra mới vào lớp của con. Ừ. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vào lớp cái cô con là phải gái dữ à? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Ừ. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để dạ, mà quánh với mấy chị? Mình à. Bữa đó đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào rồi sắp nó cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một vàng dạ, bà rồi. Chị lớp 9 dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không chịu. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi không chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nó kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là hả, ổng là bạn thân của mình á hả. Mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ, xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống. Thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Giải tán xong á cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ. Hồi nãy mày bị bính ở đâu vậy? Mày bị bính đau không? Nói rồi nãy xong mày không bính tao. Trời ơi, tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Ừ. Dạ, mà lúc đó là để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Ừ. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ cái lúc dạ, từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này là thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Tiêu. À, bữa đó mình con quýnh mấy người. À, con nhớ đâu như 3-4 người đó mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó, xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì con cũng có đáp trả đó cho nên chắc là con nghĩ là như đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mét mẹ. Con mét mẹ con. Rồi dạ. Sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Dạ, nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao đúng không? Dạ, rồi đến khi nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô? Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn dạ. Vẫn là mày tao. Dạ. Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học sau 7 năm thì lúc ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. À, tại vì á cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Ừ. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn về khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu. Sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công. Xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết. Tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là tin dạ đúng rồi, dạ. Như tao cảm thấy như vậy vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú. Coi như nói dạ, hết trong nghe. Dạ đúng rồi, dạ. Bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không chia sẻ. Dạ đúng rồi. Chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu. Tại vì lúc đó cũng ở trên giảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ, cũng có ghệ. Rồi không biết là xù khi nào đó thì không biết. Là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không? Từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con yêu đó đúng không? À. Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ, lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ dạ, sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không lúc con bị người ta chia tay là ông chủ động chia tay người ta. Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó. Dạ. Nói dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó, đó rồi bên kia chia tay. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó, lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi đúng xong. Không? Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào?
Có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay đó. Không có, bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó, cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, thì... Anh cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em, đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc ấy còn nhắn, còn nhắn ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Còn nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn là nói là tao yêu mày. Trời. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Tới giờ vẫn còn mày tao. Quen rồi. Rồi khi mày nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời sao? Dạ, cái lúc đó là con đang đi làm, con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, đó là con thất bại rồi. À. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói tao chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày có phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi, 8-9 giờ có phim, chừng nào về bảnh nó chút hà vô có phim. Cái bắt đầu ngủ vô có phim, trời ơi, tao nói con đầu coi phim hài, nhưng mà chả đầu coi phim kinh dị. Đó, đúng rồi, cái chiêu đó, cái chiêu đó chị. Chiêu biết đâu trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, con nói con nè, nè sợ quá, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng, trời ơi, thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng nhảy đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà. Xong là tối khuya nhắm 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ, nó hỏi, mày nói gì mày nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thì nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi. Có nghĩa tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ông quay xe nha. Ông quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Và đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là thì ra là ông này ông nói thiệt. Dạ, ông nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bộ luôn. Dạ, nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu với người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi, bắt đầu là từ từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi, thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu. Lúc đó con ở trên Bình Dương, dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long, dạ, đúng là rồi. Yêu xa luôn hay dạ. Sao? Đúng rồi. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch ta còn bị trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm, 2 năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi. Chỉ thị 16 thôi, còn ở trong công ty. Rồi khi được thả ra rồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau? Có, tụi con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau. Là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về á, con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên á là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con á là ở dưới Bình Dương thì đang ở Bình Dương, mới giờ lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về. Là tụi con sống khoảng một năm, khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn. Là con ở tụi sống khoảng một năm thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào và nó có lãng mạn không? Chắc
hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không, cái tự nhiên giờ hung kỳ không môi đâu, không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà. Đưa về tới nhà cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà đứng mà dòm vậy nè. Dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa con nói cái gì mày không về à, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ cái nói, lại nó nghe nè, lại nó nghe nè. Cái cậu nói, cái vụ gì thì nói đi. Lại đây, cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đi xe lên xe đi về mất tiêu mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không chớp nhanh luôn chớp nhón làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không hung, hung giống như là hung lén á xong phải chạy liền nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến nó quýnh hay gì đó điều đóng dấu gì đó. Đúng rồi đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã cũng đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì thường nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay mình cặp kè rồi lại chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau đó là nó là một cái chuyện đó, nó rất là hề hước. Dạ đúng rồi nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi cái lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó con thấy là thấy tại vì dạ mình biết là chồng của con là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt là sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười. Xong biết lắm về mở điện thoại ra à, thấy làm sao? Hỏi con thấy làm sao? Rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì chứ. Chưa kịp gì cho chạy mất tiêu rồi. Tại nhanh quá. Dạ. Để bữa sau làm lợi nha. Con bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin con cả đêm. Cái chưa đâu ngủ được đâu. Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Dạ. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Dạ. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy lạ. Lạ lạ. Như vậy sau là sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up. Còn chồng con thì làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy, mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng là mình bẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa đúng... Tại vì tụi con không có vốn. Tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ. Tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận. Rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm một cái ít ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ, bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì á, từ một cái bạn á, mà mình lên tình yêu thì được. Nhưng mà từ cái tình yêu á, mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á, thì không được. Mẹ nói ví dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau. Phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á, là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn. Tại vì cũng hai bên cũng biết nhau trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. À vậy hả? Rồi vậy là sao, cái đợt đó là cưới luôn hả hay sao? À dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn. Đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về. Tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn. Coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá. Thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông. Con nhập bánh, con đi giao ở vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó. Là bắt đầu con quay, con like. Lúc đó là bắt đầu con phát triển.
Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ, tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng á là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Lúc tới đó, luôn. Dạ. Được, dạ, lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Không có đắn đo. Đó. Không có. Tại từ lúc mà con nghỉ, còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn. Nghỉ công ty rồi để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn ngày nào nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn thì có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời, sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con sợ hàng xóm mình cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà vậy. Đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á cuộc sống á là đầy đủ ha, rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn, đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ ta. Quá rồi. Vậy là với lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Dạ. Chồng nói trước đi, bây giờ nó căng thẳng đó. Ừ, con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó, dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó, có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ. Móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á. Đó. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Đó, dạ con còn dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ, thêm một cái nữa là vợ con là nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự, chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè nhưng mà tự tính. Dạ tự tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không, rồi con cũng thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Nó có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không hay là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tập gọi là vũ nữ đó, đúng không? Ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói tự với con mệt, dạ. Đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau, cãi qua cãi lại, con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè, đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao, binh con hay là binh vợ con? Con nói ông xuống, con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói trời, mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây, mẹ trả tiền. Bây giờ mẹ không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối tao nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trển này nó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mặt? Dạ ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh giết mà nhỏ lớn nổi. rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. Là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng đó con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con?
bữa nào nó cáo lên Tết có đánh không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy, Tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi, có lúc nào mà con nổi con điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai đó? Đó, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên sách 4 5 cái bọc bỏ đồ vô đòi đi về nhà mẹ. Tại sao? Tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương quá rồi. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á thì ở rìa vô chút xíu chạy vô khoảng 10 12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nâu đi bển làm gì có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài, cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu hả ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu hả đùng giận lên, nói con á mày á hả mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày vậy sách xuống. Dạ cái nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó, tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà Trấn Nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Thấy cái cơn nó lên nó giọng một cái cạch là coi như xong hàng rồi, đúng không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi, cái thân trai của mình á con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao á, nó đi hết như nó không nghe không biết gì hết. Quen rồi. Giật hoài vậy đó. Quen rồi. Cắt cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gần sao nó cắt cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Thì nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè, mỗi lần mà chết vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Đã tại vì cầm, đó. Không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ, mua đồ với chị chết lên mua đồ dữ lắm. Tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy cũng nhiều lắm, mà mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy, cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó xì chết đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn chết đâu. Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vui. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi là cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là về sẽ bình thường rồi. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Rồi bây giờ rồi. Tới... Còn cái nào nữa không? Dạ, chắc hết rồi. Tạm hết hả con? Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em, sẵn chồng nó đang hứng thú. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại, bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cô lấy tiền của con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó, kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà ý là vậy nè. Con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Đó con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt con sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Đó. Đừng đánh anh nữa. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được mà anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi thấy chưa, đó nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó phần của chồng, bây giờ tới con đó. Không có tật xấu gì không hay là thấy không hiền quá? Dạ, thấy hiền khô vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà cái lượng thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc dạ, tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bét xép con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha,
là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn, ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó, là cọc, đúng dạ, không? Cọc liền đó, dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền, đó, bắt đầu hỏi là phải đi tìm, tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương, đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mình nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi, thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời, thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời cũng không chịu, con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó, tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ cọc. Nha, dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó, là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ, là họ đập đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn, là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la ung là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch 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 vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng 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 lên, mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Mình cũng ngồi im. Ê nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình là cương cọc lên chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm đó nghe, lên máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi này, có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Bữa đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm, ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu thì kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết, tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con có tắm rửa gì nữa trơn á. Con lại dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ em tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người với mẹ. Coi như là con có tắm luôn. Lã gì không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nói ôi mày tắm kệ không tắm kệ đi chứ. Mày hôi mày hôi mày. Vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Mẹ cặp nhất với mẹ luôn đó. Giận mấy ngày á cô. Hai ngày con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hả? Tại mẹ tính vậy chứ. Tính con tự động làm quà hay sao? Dạ. Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ gì không con, giận. Con đợi mẹ chồng con ra. Chứ cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè. Mẹ đừng làm con nóng. Nói với cái câu đó mẹ mới giận. Đúng rồi câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng làm con nóng nha. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng. Đúng rồi đó. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi. Mẹ con là tại vì á là mẹ chồng của con cha chồng con á là thường á là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó rồi bào xài rồi lặt rau răm rồi là phụ. Đó nên anh đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mày cứ vô mày xin lỗi mẹ tao đi. Chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ. Cái con gình nha. Cái con thấy mẹ con đang lau nhà. Cái bắt đầu ổng đi thêm sao ổng chích tao tôi đích vậy nè. Cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra. Cái nói mày xin lỗi đi. Cái bắt đầu chạy lại xìu vô eo mẹ con. Đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi vậy thôi mẹ đó hả? Dạ, xin lỗi mẹ vậy đó. Là chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ, đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn như... trong nhà việc được. Nhà thì sao, có bừa bộn, có bày hày, có ở dơ gì không? Dạ, không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Dạ. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ, như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng bừa bộn luôn. Con mà để là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình. Chứ mà không phải mình nóng tính là mình có thể thốt ra được những cái từ. Tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được.
cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Dạ. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Bài nói vậy. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Đâu trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay, chúc thôi em chúc đi. Thì chú Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. À, mọi người sẽ bớt một chút ha, bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi, hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt nha. Cảm ơn hai đứa.